có những đứa trẻ mà nó có những cái trí thức rất là cao như thần đồng, những đứa trẻ nhớ lại được kiếp trước, thì cái này nó cũng là cái phước của từng cái đứa trẻ đó. Như là trong pháp của Đức Phật nói rằng Đức Phật trong những kiếp quá khứ là một vị Bồ Tát ấy, thì Đức Phật là một vị thần đồng rất là nhiều kiếp, rất nhiều kiếp ngài còn là một cái đứa trẻ rất là nhỏ, ngài đã có cái thiên hướng về cái trí tuệ này rồi, ngài đã có được cái trí tuệ rất là phong phú, rất là cao thượng, rất là cao siêu, khiến khắp thế gian này đều phải kính ngưỡng là có rồi. Thì nhất là thì vì Đức Phật thường hướng về cái hạnh trí tuệ nhiều, tạo những cái công đức phước lành và khuynh hướng về trí tuệ, tu tập trí tuệ và luôn luôn hướng đến cái trí tuệ đó. Cho nên là những cái kiếp mà sinh ra Đức Phật có những cái tài năng cao thượng, có những cái trí tuệ hiểu biết cao về một cái lĩnh vực nào đó, thì đó hoàn toàn là do cái công đức, tức là có do những cái pháp ba la mật đấy. Có thể là do cái người đấy có cái hạnh bố thí đến các cái bậc có trí tuệ rồi nguyện là mong sao con có những cái kiếp sau sinh ra có những cái trí tuệ như ngài, hoặc là có những người nguyện là con sẽ có trí tuệ như ngài từ lúc còn nhỏ, thì có thể cái công đức đó nó thành tựu, hoặc là cái nguyện đó thành tựu, như là cái người đó tạo ra những cái công đức lớn, hoặc là cái công đức đó được trải nghiệm qua nhiều kiếp, người đó tạo ra những công đức rất lớn trải qua nhiều kiếp như vậy, và cái nguyện đó nó thành tựu, cho nên là sẽ đạt được những cái trí tuệ đó. Thì như là một vị Bồ Tát thì đôi khi sinh làm súc sinh cũng còn có trí tuệ hơn người, mà có những kiếp mặc dù ngài sinh ra như là con heo mõm dài mà ngài có thể làm được quan tòa xử án, những cái pháp mà ngài thuyết giảng ra còn tồn tại hàng mấy mươi ngàn năm ở thế gian. Có những khi ngài là con công mà ngài còn thuyết giảng nên những cái giáo pháp mà tồn tại hàng rất là nhiều ngàn năm ở thế gian được. Huống chi là sinh ra làm người, khi làm những đứa trẻ ngài đã có những cái trí tuệ cao siêu tuyệt vời, đó đều sinh ra từ những cái ba la mật, từ những cái công đức đã tạo và có cái khuynh hướng là về phát triển trí tuệ cho nên thành tựu như thế. Thì những cái đứa trẻ thời bây giờ thỉnh thoảng có những cái đứa trẻ nó có khả năng đấy cũng là chuyện thường, đó cũng đều là cái phước, đều là công đức, đều là cái khuynh hướng về trí tuệ của những đứa trẻ đó. Nhưng cũng có một điều nữa là những đứa trẻ nó, mỗi đứa nó có một cái khuynh hướng về một cái tri thức, về những cái kiến thức khác nhau, có thể là những kiến thức nó đã được học từ những kiếp trước, và nhờ cái công đức mà nó còn nhớ lại được đến những cái kiếp này, nên là nó có những cái công đức lớn. Còn những cái đứa trẻ mà nó nhớ lại được những kiếp quá khứ, cái này cũng là do công đức của những cái đứa trẻ đó. Có những cái như là một vị Bồ Tát thì cũng rất nhiều kiếp nhớ lại được những cái kiếp trước của mình, mặc dù đó không phải là túc mạng trí. Thì túc mạng trí là một cái năng lực của thần thông do thực hành thiền định và chứng đắc được cái túc mạng trí đó bằng, thì đấy nó là một cái lĩnh vực thần thông là khác. Còn cái mà nhớ lại được kiếp trước mà không có thì dựa vào cái năng lực thần thông này thì không gọi là túc mạng trí, mà vẫn nhớ lại được những kiếp trước quá khứ của mình, thì để mà nhớ lại đấy nó cũng là một cái công đức, là một cái phước của cái chúng sinh đó. Như là chúng sinh là thường thường sinh ra làm người thì rất ít người nhớ lại được kiếp trước, đa số là quên, nhưng mà thỉnh thoảng có một số người do cái công đức lớn, do cái nguyện lực lớn cho nên là nhớ lại được. Ví dụ như bây giờ có người nào đó mà tha thiết muốn là kiếp sau mình sẽ nhớ lại kiếp được cái kiếp hiện tại này, có thể là người đó sẽ tạo những cái công đức lớn, như là mình tạo một cái công đức phước lành gì đó rồi mình phát nguyện, nguyện là kiếp sau mình sinh ra dù có sinh làm người mong rằng vẫn nhớ lại được những cái ký ức của cái kiếp hiện tại này, thì có thể là cái nguyện đấy nó thành công do cái công đức phước lành nó tạo thành, thì cũng cũng có thể có trong cái trường hợp đó. Vì vậy nên là có những đứa trẻ nhớ lại được kiếp trước là vậy, đấy là cái công đức của nó chứ không phải túc mạng trí.